Giang Sinh, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1951, mất ngày 18 tháng 8 năm 1991, tên thật là Triệu Cương Sinh, sinh ra tại Đài Loan, Trung Quốc. Ông hoạt động chủ yếu trong ngành điện ảnh Hồng Kông sau này và tham gia vào nhiều lĩnh vực như đạo diễn, phó đạo diễn, thiết kế hành động và diễn viên. Giang Sinh từng là diễn viên của công ty Thiệu Thị và tham gia nhiều bộ phim, bao gồm Tàn Khuyết và Bích Huyết Kiếm. Ông cũng từng đóng nhiều vai trong các bộ phim truyền hình Đài Loan như Thẩm Khánh Đường trong Thần Kiếm Vô Địch, Ngân Sư Vương trong Kim Sư Vương và Hoàng Thất Công trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Năm 1991, Giang Sinh qua đời, hưởng thọ 40 tuổi. Về phần ngày mất của ông, kênh mình không thể xác định chính xác được thông tin này, các bạn thông cảm cho kênh nhé. Đời tư của Giang Sinh, từng là diễn viên xiếc, nổi tiếng ở tuổi 27 nhờ một vai diễn, qua đời ở tuổi 39 do nghiện rượu, được phát hiện sau vài ngày. Khi nhắc đến điện ảnh Hồng Kông thời kỳ đầu, không thể không nhớ đến hãng phim Thiệu Thị, một trong những biểu tượng của sự thịnh vượng của điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980. Thiệu Thị đã đào tạo ra nhiều tài năng, trong đó có không ít diễn viên võ thuật nổi tiếng thời bấy giờ. Người mà hôm nay chúng ta nói đến là một ngôi sao võ thuật của thập niên 1970, đệ tử của Trương Triệt. Người đã nổi tiếng ở tuổi 27 nhờ một bộ phim, nhưng rồi đã lụi tàn vì hôn nhân đổ vỡ và nghiện rượu, qua đời vì bệnh tim và phải mất 3 ngày sau mới được phát hiện. Người đó chính là Giang Sinh. Nhắc đến Giang Sinh, có lẽ thế hệ trẻ ngày nay không mấy ai biết đến, bởi ông đã ra đi quá sớm. Tuy nhiên, những ai là fan của Thiệu Thị hoặc thường xem phim Hồng Kông thời kỳ đầu sẽ nhớ ngay khi nhìn thấy ảnh của ông, một tài năng đáng tiếc. Giang Sinh sinh năm 1951 tại Đài Loan, mẹ mất khi ông còn nhỏ, và vì có nhiều anh chị em nên ông đã được gửi vào trường học kinh kịch từ rất sớm. Theo học vai Vũ Sinh với thân thủ rất nhanh nhẹn và từng là thành viên của đoàn xiếc. Năm 22 tuổi, ông tiếp xúc với điện ảnh và nhờ tài năng của mình, ông được Trương Triệt để mắt đến và giới thiệu vào Thiệu Thị để trở thành diễn viên. Có người sống cả đời tầm thường, dù sống đến trăm tuổi cũng chỉ là vô ích, nhưng cũng có người dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại sống rất rực rỡ. Giang Sinh thuộc về nhóm sau, khi ông đã có những khoảnh khắc vinh quang trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khán giả hiểu biết về Giang Sinh sẽ biết ông là một diễn viên tài năng. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi bước chân vào làng điện ảnh, ông đã được chú ý. Năm 1976, Giang Sinh đóng vai Tiểu Hòa Thượng Mãn Nguyệt trong Thiếu Lâm Tự và từ đó bắt đầu nổi bật. Tiếp theo đó, năm 1977, ông thủ vai chính trong Hải Quân Đột Kích Đội, tạo nên thành công với vai Giang Bình Quang. Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng tài năng của Giang Sinh đã được Thiệu Thị ghi nhận. Giang Sinh thực sự nổi tiếng vào năm 1978, khi ông 27 tuổi. Ông cùng La Mãn, Quách Truy, Lộc Phong và Tôn Kiên tham gia bộ phim Ngũ Độc của Trương Triệt và nhanh chóng nổi tiếng. Năm diễn viên này được khán giả gọi là Ngũ Độc đệ tử, và Giang Sinh, với vai diễn Tiểu Sư Đệ Dương Đức, đã trở thành một thành viên quan trọng của nhóm này. Vai diễn của ông, vì đã học được tất cả các công phu của Ngũ Độc môn, được người ta gọi là hỗn hợp ngũ độc. Sau khi phát sóng, bộ phim này đã thành công lớn tại Hồng Kông và phương Tây, và nhóm diễn viên tiếp tục phát triển với tư cách là một đội. Với tài năng thông minh, tính cách dễ gần và quan hệ tốt, Giang Sinh nhanh chóng bắt đầu đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn. Năm 1981, nhóm Ngũ Độc tan rã, Giang Sinh cùng Quách Truy và Lộc Phong thành lập một công ty điện ảnh mới tại Đài Loan. Giang Sinh tham gia bộ phim đầu tiên mà họ sản xuất là Ninja, đồng thời thiết kế các cảnh võ thuật cho phim. Sau đó, Quách Truy trở về Hồng Kông phát triển sự nghiệp và hy vọng Giang Sinh sẽ cùng ông hợp tác, nhưng Giang Sinh đã ở lại Đài Loan vì yêu cầu của vợ. Đáng tiếc là, sau khi ở lại Đài Loan, Giang Sinh không còn giữ được hào quang như thời ở Thiệu Thị và dần dần đi xuống dốc. Sau khi hoàn thành bộ phim Thập Tam Thái Bảo Thượng Hải năm 1985, ông dần dần rời khỏi làng giải trí. Việc Giang Sinh không trở về Hồng Kông phát triển là một sai lầm lớn, và lựa chọn này đã khiến ông mất đi sinh mạng. Ông ở lại Đài Loan vì cuộc hôn nhân, nhưng cuối cùng vợ ông lại bỏ rơi ông, làm ông chịu đựng cú sốc kép về sự nghiệp và tình cảm. Ông bắt đầu trở nên chán nản và sa vào rượu chè. Vào một ngày năm 1990, người bạn thân của ông, Trình Thiên Sứ, đến thăm nhà và phát hiện ông đã qua đời và đã chết được 3 ngày, hưởng dương 39 tuổi. Mặc dù có nhiều lý do được đưa ra về nguyên nhân cái chết của ông,
Một số người nói rằng Giang Sinh đã bỏ rượu từ lâu và qua đời do suy tim trong giấc ngủ yên bình. Tuy nhiên, người bạn thân Quách Truy cho rằng cái chết của ông là do trái tim tan vỡ và khả năng cao nhất là ông đã qua đời do bệnh tim phát tác vì uống quá nhiều rượu. Sự ra đi của Giang Sinh là một mất mát lớn. Nếu ông còn sống, với tài năng của mình, chắc chắn ông sẽ còn mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Thực ra, nhiều ngôi sao của Thiệu Thị cũng đã ra đi khi còn trẻ, như Phó Thanh. Họ dù chỉ tỏa sáng trong một thời gian ngắn nhưng đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm đáng nhớ. Sự nghiệp của Giang Sinh. Giang Sinh sinh năm 1951 tại Đài Loan, Trung Quốc. Thuở nhỏ, ông từng học tại một trường kịch nghệ ở Đài Bắc. Trong thời gian học tập, ông đã kết bạn với nhiều người và tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, do bị bắt gặp hút thuốc trong văn phòng hiệu trưởng, Giang Sinh bị đuổi học và không thể hoàn thành việc học. Vào giữa những năm 1970, ông được đạo diễn Trương Triệt của công ty Thiệu Thị phát hiện và bắt đầu tham gia đóng vai trong các bộ phim do Trương Triệt đạo diễn. Trong sự nghiệp diễn xuất, Giang Sinh không chỉ đảm nhiệm vai trò diễn viên mà còn thử sức với vai trò chỉ đạo hành động và đạo diễn. Khoảng năm 1973, Giang Sinh bắt đầu bước chân vào ngành điện ảnh với vai trò là võ sư và diễn viên. Bộ phim đầu tiên ông đóng vai chính là Thập Đoạn Cao Thủ, còn được gọi là Quyết Đấu Lưu Hoàng Cốc. Năm 1974, Trương Triệt thành lập công ty điện ảnh Trường Cung và đến Đài Loan quay phim. Giang Sinh cũng tham gia vào một số bộ phim của Trường Cung. Năm 1976, Giang Sinh cùng Trương Triệt, Quách Truy và Lộc Phong đến Hồng Kông và gia nhập Thiệu Thị. Ký hợp đồng làm võ sư, đồng thời trở thành diễn viên. Ông đã tham gia vào nhiều bộ phim lớn của Thiệu Thị như Ngũ Độc, Tàn Khuyết, Tạp Kỷ Vong Mạng Đội, Mại Mệnh Tiểu Tử, Phi Hồ Ngoại Truyện, Xoa Thủ. Bắt đầu từ bộ phim Đường Nhân Kiều Tiểu Tử, Giang Sinh dần đảm nhiệm thêm vai trò phó đạo diễn và chỉ đạo võ thuật. Sau khi kết thúc hợp đồng với Thiệu Thị, Giang Sinh cùng Quách Truy và Lộc Phong quyết định nghe theo lời khuyên của Trương Triệt, trở về Đài Loan để thực hiện bộ phim Nhẫn Thuật, còn được gọi là Thuật Sĩ Thân Truyền. Tại Đài Loan, Giang Sinh đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và năm 1989, ông tham gia bộ phim Nhân Quỷ Hồ Tân Truyện. Phong cách diễn xuất của ông rất đa dạng, có thể xử lý nhiều loại vai diễn khác nhau. Cuộc sống cá nhân của Giang Sinh gặp nhiều sóng gió, bao gồm cả việc ly hôn với vợ và những thăng trầm trong sự nghiệp. Trong những năm cuối đời, Giang Sinh phải đối mặt với nhiều thử thách cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Tháng 8 năm 1991, Giang Sinh qua đời tại nhà riêng và mãi vài ngày sau đó, thông tin về cái chết của ông mới được phát hiện. Các tác phẩm tiêu biểu: Tàn Khuyết. Trong bộ phim này, Giang Sinh vào vai hiệp sĩ Vương Dực, thể hiện hai hình ảnh khác nhau là sự chính nghĩa phong lưu và sự ngây ngô đáng yêu. Cả hai hình ảnh này đều được ông thể hiện một cách xuất sắc và chân thực, khiến người xem khó có thể quên. Những động tác võ thuật của ông rất nhẹ nhàng, đẹp mắt và mượt mà. Câu nói cuối cùng của Vương Dực trước khi chết, tay sắc của hắn làm tôi đau quá, khiến người xem vừa cảm thấy đáng yêu vừa xót xa. Bích Huyết Kiếm. Trong bộ phim này, Giang Sinh không phải là nhân vật chính. Ông đóng vai Ôn Chính, anh họ của Ôn Thanh Thanh. Mặc dù không xuất hiện nhiều nhưng ông luôn tỏa sáng, đặc biệt là trong cảnh đầu tiên và khi rời khỏi với phong thái ung dung. Vai diễn cổ trang của Giang Sinh thực sự rất lịch lãm và mang đậm chất cổ điển. Xoa Thủ. Trong bộ phim này, hình ảnh của Giang Sinh hiếm khi toát lên sự điềm tĩnh, từng cử chỉ và động tác đều phong độ và tự nhiên, thể hiện sự điềm đạm và phong thái ung dung của ông. Trang phục của ông chủ yếu là ngắn gọn, gọn gàng và vũ khí chính là cây quạt gấp, thể hiện một cách rất tự nhiên và đầy phong thái. Đây là một trong những vai diễn kinh điển của ông.